Nay em lại bàn giao một em Misaki bay như chim rồi này. Con này chỉ chạy đồng bầu, đồng bầu đấy, đồng bầu dứa mà. Vâng. Tớ mà tớ đang làm là tớ phải lấy cái lòng ngon luôn. Nếu tớ đang đi làm thuê tớ phải lấy cái này làm đồng mỗi nhà không đơn giản. Con này thì ngồi đi xe con. Đi xe con rồi. Đấy, này cho em ghét 25 lên tam điểm làm đất dứa các bác nhá. Vừa bằng cái cầu ấy luôn. Khỏe. Bé bé mà khỏe chứ nhỉ. Cháu cảm ơn nhá. Chúc chú về làm ăn ngon nghẻ. Rồi. Thế còn đồ mà nó có cái gì thì cứ xuống đây xuống thay đấy để mua nhá. Vâng vâng. Tiện thể em anh ấy thưởng về nằm ở dưới gầm bên này quay cho các bác xem một số xe bên em nhá. Đây là M165 này. Đây em quay một vòng cho các bác, khá nhiều xe rồi, đủ các thể loại các bác nhá. Đây em có con này bánh xích này 333. Vừa xích vừa lốp được các bác nhá. 720 gầu xúc này. IF720 các bác nhá. Đấy các bác thấy VIP Pro chưa? Một em Big T80 nữa. Chiếc này 80 mã lực cũng cabin máy lạnh nhá. Rồi là US39 này. Thế còn nhiều lắm, các bác nào có nhu cầu thì gửi em nhé.